anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Dưới đế giày sũng nước của tác giả Nguyễn Thu Trân. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Đời tỷ lên voi xuống chó nhọc nhằn. Ngày mẹ tỷ lột chỉ vàng cuối cùng đeo nơi ngón tay trò bảo, con đi học nghề, dáng mà lương thiện với người ta. Mẹ không mong tỷ giàu có, mà chỉ mong con trai lương thiện. Bản chất truyền đời báo danh bên họ hàng nhà mẹ tỷ là lương thiện, bên họ hàng nhà cha tỷ là chuyên trộm mà không hiểu làm sao họ nên vợ nên chồng và đẻ liền tù tì một lúc sáu mặt con. Họ nhà mẹ tỷ lương thiện nên nghèo. Hết đời này sang đời khác sống kiểu thương hồ trên những chiếc ghe cũ nát. Cây treo bẻo đứng một mình suốt kiếp bên con nước dốc rách u buồn từ đầu hôm đến sáng. Hồi nhỏ, tỉ rảnh lắm, tối nằm hay áp tai xuống sát sàn ghe, cố nghe con nước vỗ ngoài tiếng dốc rách còn tiếng gì nữa không? Tuyệt nhiên không. Dốc rách hom hem vậy nên khi mặt trời vừa lú lú đàng đông, mẹ tỷ treo vào đầu cây treo bẻo nào bầu nào bí nào rau nào trái. Mẹ có bán được thứ nào khẳm tiền đâu. Chỉ vừa đủ đông gạo cho tám miệng ăn sống lay lắc qua ngày. Cha tỷ yêu mẹ tỷ nên đành xếp xó nghề ăn trộm, ngồi im nghe người đàn bà giao giảng về lương thiện. Ngày hứa với mẹ rửa tay gác kiếm là ngày cha kéo nguyên cái bàn thờ tổ tông bên nội bay cái xà xuống mặt sông nhấp nhô con nước lớn. Tỷ yêu 16 tuổi đầu yêu con gái bà bán quán trên bờ. Con nhỏ 15 tuổi mập lùn, nước da trắng tươi như trứng gà bóc. Môi nó đỏ như son, mỗi lần tỷ pha trò, nó cười tít mắt trông rất yêu được hai lần dụ nó đi coi đờn ca tài tử trên chợ huyện thì mẹ nó phát hiện. Bà trói một chân nó dính vô cây cột trong góc nhà, rồi ngồi quay mặt xuống bến sông nói dấm rằng. Thiếu chi đàn ông con trai mà đi thương đứa thương hồ, mời mốt bàn thờ nhà mày cũng bay sạt xuống mặt sông như cái bàn thờ kia thôi à. Má tỷ nghe xong lên cơn, kêu cha tỷ tháo cọc rong ghé đi mất hút cái bến sông tình yêu của tỷ tỷ 18 tuổi. Các anh chị hắn đều yên bề ra thất, nhưng người nào cũng nghèo, chỉ quanh quẩn sống tiếp đời thương hồ trên những chiếc ghe rách nát như cha mẹ hắn. Hay khá hơn thì lên bờ làm công nhân. Tỷ tiếp tục sống đời thương hồ với cha mẹ trên chiếc ghe chỉ còn lại ba người. Dù dòng ghe đi liên tục, cả nhà làm bạn suốt ngày với con nước lớn con nước dòng, nhưng tỷ cũng biết nhiều thứ trên đời nhờ mỗi lần tấp bến vô thành phố bán buôn, hắn đều nhảy lên bờ giao du. Giao du lâu ngày thì hắn bị yêu. Người đàn bà 30 tuổi ly dị chồng chưa kịp có con ấy tên là Trăm. Tỷ sống với Trăm giống vợ giống chồng đến năm 21 tuổi thì mẹ kêu về ghe. Tháo chỉ vàng đang đeo ở tay kêu con trai đi học nghề. Về chuyện sống tiếp hay không với Trăm thì mẹ nói. Thôi đi con à, không nương nhờ người ta nữa. Con chăm lấy chồng sớm là nó đẻ được mày, non nước gì nữa mà vợ với chồng. Nương nhờ. Tỷ đứng hình ngẫm ngợi. Ừ, mà ba năm qua, ăn ở với chăm, hắn có nương nhờ thiệt. Chăm bán xe cà phê nước ngọt đá chanh ngay trước một khách sạn to đùng nên đồng ra đồng vô khấm khá. Ban ngày, chăm cho tỷ ăn trắng mặc trơn, chạy loang quăng đem nước uống cho khách và thu tiền nước. Ban đêm, tỷ xoa bóp cho chăm xong thì làm cái chuyện đàn ông đờn bà. Ban đầu còn thấy trờn trợn ngại ngùng, sau thì tuốt luốt. Phải nói, chăm là thầy của tỷ về cái khoản này. Khi hai người vào cuộc mây mưa, Bao giờ chăm cũng là người nuôi dưỡng khoái lạc của tỷ từ đôi bàn tay nàng mềm mại vuốt ve lan tỏa và đôi môi. Đôi môi nàng thơm thật thà tha thiết lướt trên khắp thân hình thương hồ cường tráng của tỷ. Đến lúc này thì tỷ chỉ có căng mình ra chịu chết. Ờ, ừ, một lần rồi thôi, chết cũng được. Chứ mà Linh đênh sông nước tối ngày, thằng con trai tỷ làm sao tìm được người đàn bà đỏ da thắm thịt biết đời như chăm vậy. Con nhỏ con bà bán quán miệt thị tỷ đến lúc này thì cứ như là... Xin lỗi, đồ bỏ. Nhớ lần tỷ dắt nó đi coi đờn ca tài tử trên huyện, bận về ghé vô lùm tính sờ soảng chút đỉnh. Khi cái nút áo thứ nhất vừa bị bứt ra thì nó la toáng lên mẹ ơi con nè. Vậy là cụt hứng, không muốn làm gì nữa hết. Còn với chăm thì khác, theo như nàng nói là, em sẽ đưa anh bay từ thiên thai này sang thiên thai khác, cho đến khi nào tỷ chết rũ trong lòng nàng thì thôi. Thật tình nhờ sống với trăm cái chất đàn ông thật thụ trong tỷ mới được đánh thức như mấy người trí thức hay nói đánh thức tiềm lực vậy vậy thì thử hỏi làm sao chỉ với một chỉ vàng mẹ cho trong tay mà tỷ bỏ trăm ra đi không kèn không chống được nghĩ tới nghĩ lui hoài tỷ quyết định nói điều này với trăm khi hai người vừa dứt cuộc mây mưa mà theo tỷ là lần cuối em à chi đó anh... Ngày mai anh trở về ghe với cha mẹ. Mình chia tay tại đây nha. Trầm thô bạo lật ngược tỷ đang nằm úp máng. Nói gì nghe khó hiểu dạ. Em có làm anh buồn gì không mà đòi về với cha mẹ? Không. Em dễ thương mà. Có điều theo em bưng nước kiểu này mãi. Mẹ nói không có tương lai. Trầm trồm người ngồi dậy hùng hùng hổ hổ mà quên là mình đang sexy tợn ở trong phòng. Tương lai của ông phải như thế nào, nói tôi nghe thử. Nè, cái ông nhỏ kia, ông biết ông bao nhiêu tuổi rồi không mà nói cái gì cũng mẹ mẹ. Mình lớn rồi, phải có ý kiến quyết định đời mình chứ. Thì quyết định rồi. Ba năm nay anh hiến xác cho em rồi còn gì nữa? chăm sấn sổ lao vào cấu xé ông chồng trẻ con. Nè, tôi nói cho mà biết, đừng ăn nói ngược ngạo đít lộn lên đầu nha. Ai hiến xác cho ai? Ai nhờ con này mà cao to đỏ ra thắm thịt? Tỷ chống trải yếu ớt. Thì thôi, bà la sát. Bà không thích tôi chia tay bà thì chỉ cho cách gì làm ra tiền, cho tôi nuôi cha mẹ tôi cái coi ghe nhà tôi ngày càng rách cha mẹ tôi ngày càng già mà anh chị em tôi như bà biết rồi đó ai cũng nghèo kiết xác mổng tơi trăm ngưng tay đánh chồng con mắt lại trở về sắc lẹm thề đi thề không bỏ tôi tôi mới chỉ cho chiêu này kiếm mớ vốn về dắt cha mẹ ông lên bờ mần ăn bỏ cái ghe rách lương thiện của nhà ông đi thề nhưng đừng bắt tôi bưng nước nữa hả à, nha." Chăm lại nằm xuống ve vuốt chồng. "Không, anh thấy xưa giờ có ai bán trả đá như tôi mà giàu không?" Chưa thấy ai hết. "Nhưng mà thấy em giàu, nhà cao cửa rộng, vàng đeo từ lỗ tai xuống tới gót chân." "À, vậy mới hay, nằm xích lại đây." Tôi nói nhỏ cho nghe nè mới đầu nghe chăm nói, tỷ nhảy nhổm. Không không, đi ăn trộm bà. Hết đường bà chỉ tôi làm chuyện bậy bạ, mẹ tôi mà biết, bà nhảy sông tự tử à? Chăm nhăn nhó. Không, còn cái tính chất của thằng ăn trộm nữa chớ anh. Chưa chi đã dãy đành đạch như phải nước sôi rồi. Cái tính chất mới rất là quan trọng đó, anh yêu của em à tỉ né người ra xa xa nhìn bà vợ già. Đúng là dân chợ búa lì lợm, nói chuyện đi ăn trộm mà như đi du lịch. Hắn thấy cần phải cau mày nghiêm mặt. Nói nghe nè, tôi là thằng mới học lớp 3 trường làng, không phải học tới cấp 3 cấp 4 như mấy người đâu. Tôi rốt thật, nhưng cũng biết phân định đâu là ngay đâu là gian nha. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi mới nghe bà nói cái tính chất ăn trộm là quan trọng đó. Ăn trộm là ăn trộm, là trôm chìa đồ của người ta. Mà quan trọng với không quan trọng là sao? Bà nói tôi nghe cỏi. Chăm xìa sói đáo để không thể tưởng. Vậy sao? Giờ tôi mới biết anh lương thiện nhất trên đời này á. À? Mấy năm qua ở với tôi, ăn trắng mặc trơn cũng từ tiền ăn trộm mà ra chớ đâu tưởng mấy ly nước chanh với bò húc bò cũng mà sống với tôi được xanh sang vầy a à. Hồng có đâu cưng. Đời mà, cái gì cũng có cái giá của nó hết á. À? Cha ông từ bỏ nghề trộm gia truyền, đưa tay kéo sạt cái bàn thờ tổ tiên xuống mặt sông cũng là u mê, cũng là để đổi được tình yêu cóc ghẻ của má ông đó chớ. Nghe động đến bí mật nhà mình, tỷ nổi điên, đạp chăm bay cái vèo xuống giường, cũng may là giường thấp. Chắc bà vợ già chỉ ê ẩm chút thôi, chớ không là phải kêu xe cấp cứu. Đến nước này thì vợ già thỏa sức chu chéo. Ôi trời ơi là trời! Tám phương trời mười phương Phật ngó xuống mà coi cái thằng nhãi danh này nó bạo lực với tôi nè. Còn ngồi đó ngó hả? Tôi gãy tám cái xương sườn rồi nè. Xuống đỡ tôi đứng lên coi. Mà thiệt, nghĩ đi nghĩ lại, tỷ cũng thấy cái tính chất của thằng ăn trộm quan trọng thiệt. Cha hắn yêu mẹ hắn nên giải nghệ nghề ăn trộm là chuyện của ổng. Mà ổng tội cũng lớn. Mắc gì đi ăn trộm mà không ngó trước ngó sau. Giàu nghèo gì cũng trộm sạch nhách. Tội nghiệp người ta. Cái tính chất thằng ăn trộm của trăm là chuyên trộm của người giàu, của người có chức có quyền. Mà trộm ở đâu cho xa, ngay cái khách sạn to đùng trước mặt quán trà đá hột vịt lộn của trăm chớ mấy. Trộm bằng cách nào? Bà vợ già của tỷ quả thần ý như khổng minh sống dậy. Trước hết là tăng cường giao du với mấy đứa làm lễ tân khách sạn. Làm sao cho nó ghiền cà phê của mình. Lâu lâu lại bưng một mâm vào khuyến mại mỗi đứa một ly. Lâu dần thân thiết, tìm cách la cả nơi quầy lễ tân tám tiếc có điện thoại di động đa chức năng để làm cái gì? Chờ mấy đứa lễ tân sơ hở, rút điện thoại ra mà chụp. Tỷ ngơ ngác, chộp gì chụp gì. Chăm liếc chồng từ tốn, thì chụp hình mấy cái chìa khóa treo lùng lẳng trên tường phía sau lưng mấy đứa lễ tân đó. Tỷ ngơ ngác tiếp, chụp hình mấy cái chìa khóa để làm gì? Chăm nhấn đầu thằng chồng nhãi danh, sao mà ngu bà cố vậy trài? chụp hình chìa khóa để đi làm chia mà mở cửa phòng người ta chôm chìa chớ sao biết chìa nào của phòng nào mà mở biết chớ Hồng thấy sao chồng phía trên cái chìa khóa nào cũng có cái số đỏ trà bá số đó là số phòng của cái chìa đó đó có chìa xong rồi dễ ợt canh me số đỏ nào chống chìa thì chui vô sao chống chìa thì chui vô ngốc thiệt á chống chìa là phòng có khách biết chưa? Nhưng nói cho biết nè, tôi chỉ chụp chìa của phòng VIP thôi. Đây, chẵn tròi mười chìa. Ông thích chia phòng nào chìa? Bộ muốn chia là chia sao? Nói nghe dễ quá vậy vợ già. Không, cũng mồ hôi nước mắt à. Cũng phải theo dõi điều nghiên ít nhất hai ngày mới ra con cá sộp ở phòng nào chứ. Chuyện theo dõi điều nghiên đó để tôi còn ông chỉ có nhiệm vụ vô phòng mà khoắng thôi nha đi khoắng thì nhớ mặc đồ sang chảnh đeo khẩu trang vô đi một mạch qua lễ tân như khách chính hiệu á mở cửa phòng cho thật tự nhiên bước vô xong rồi mới đeo bao tay nha ngoài hành lang khách sạn có camera trong phòng không có đâu mà sợ à khoắng thì đừng có khoắng ngu nha vô phòng cứ nhắm tiền vàng mà khoắng lẹ không khoáng máy móc điện thoại. Sao không khoáng máy móc điện thoại? Khoáng ba cái thứ đó dây mơ dễ má dễ lộ lắm. Có tiền vàng bỏ túi bay mút cả tha là phẻ rẻ à? Công an có điều tra vài ngày. Không ra manh mối nào nó cũng chán cũng bỏ à? Chớ bộ người ta lơ là bỏ tiền vàng khơi khơi vậy cho mình khoáng à? Khách sạn này nhà quê mà không có tủ khóa số chỉ là mấy cái hộc gỗ trong tủ quần áo thôi mấy cái thứ khóa hộc này chia vạn năng sử ra hết ông con nhà nòi mà sao khờ vậy đúng là kiếp trước tôi mắc nợ ông dữ lắm mới dính ông làm chồng á chửi hoài nha thôi lỡ rồi tới luôn cho tôi hỏi ngu cái khách nào ngu đem nhiều tiền vàng vô khách sạn cho tôi với bà trôm chìa vậy mấy thằng này nó sộp không vẻ không thắng luôn á chồng khở ơi. Hoặc là nó đem tiền vàng cho bổ nhí. Có mất, mười cái họng nó cũng không dám khai báo. Con sư tử kia ở nhà mà biết là tiêu đời nó. Hoặc là tiền nó ăn hối lộ chưa kịp phi tang Tiền không cánh mà bay rồi. Cũng khó báo công an à. Chồng yên tâm. Tôi làm mấy vụ chìm xuồng mất hút luôn rồi. Phẻ lắm sao chìm xuồng được? Khách sạn phải đền tiền cho khách chớ. Đền cái con khỉ mốc xì, người ta dán trình ảnh trên tường phòng không thấy sao? Quý khách ra khỏi phòng nhớ mang theo tiền vàng và vật dụng máy móc có giá trị. Mất, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Vậy cứ sao mấy ông không đem tiền vàng theo khi đi công chuyện? Đem theo làm gì? Tiền hối lộ, cục nào cục nấy trà bá người ta còn nhìn ra liếc vào đủ thứ đem theo coi sao đặng với lại chỉ một hai bữa là nó đem ra gửi tài khoản hết à vấn đề là mình phải nhanh tay hơn nó chồng khờ à vậy sao cái thằng hối lộ không chuyển thằng tiền vô tài khoản của nó phải vẻ re hông chồng hỏi cái thế mười lần ngu hơn vợ à thằng cho chuyển vô tài khoản thằng nhận chứng cứ rành rành. Ở tù cả đám biết chưa? Đúng là con nhà ăn trộm mà chưa đi ăn trộm lần nào. Kê đồ lương thiện rách việc. Đúng là vợ già có kinh nghiệm. Tỷ bước vào phòng 311 dễ như mơ. Theo lời chăm, con cá sộp phòng này ở miền xa bơi tới. Nghe nói trước quyền cũng dữ dằn lắm. Thấy xe đưa xe rước tối ngày sáng đêm. Vợ già còn cho biết thêm. Ban ngày nó đi kinh lý, ban đêm đệ tử đến chợ đi săn gái gú. Làm theo lời vợ, tỷ xẻ sàng đóng cửa phòng lại, đeo bao tay vào, rút chìa khóa vạn năng ra. Cho cục tiền mới cứng được bao bọc bằng cái phong bì trắng tinh bự chẳng vào chiếc túi đeo vai. Tỷ còn nấn ná xem mấy thứ giấy tờ để vương vãi trên bàn. À, lịch làm việc của nó còn dày. Những một tuần nữa. Vậy thì gay go đây. Nó sẽ làm ra lẽ mọi thứ. Ôm cục tiền này. Tỷ sẽ chuồn đến một nơi nào đó thật xa. Còn con vợ già tính sau. Tỷ tính không bằng cái thằng bị trộn tiền tính. Khách sạn không cài camera trong phòng nhưng nó cài để giữ 500 triệu đồng tiền hối lộ của nó. Quýnh quáng thế nào? Tỷ lại mở khẩu trang ra khi bước vào phòng. Đến khi nhìn lên góc tủ thấy camera là xong phim rồi. Quýnh quáng tiếp, cho nên không nghĩ ra cái điều gỡ camera đem theo. Cũng may là còn nhớ đeo lại khẩu trang sau khi bước ra khỏi phòng. Cho nên, chỉ những ai xem camera của thằng bị trộn tiền mới biết mặt tỷ. Mà xem ra, vụ việc đơn giản hơn nhiều. Chuyện đã xảy ra hơn tuần lễ rồi. Báo đăng y xèo nhưng công an vẫn chưa đụng đến cọng lông chân nào của tỷ vậy có nghĩa là thằng bị trộm tiền chỉ cớ mất tiền chớ không công bố camera ủa sao kỳ vậy cả có gì bí mật mà nó không dám công bố cái mặt thằng ăn trộm tiền vậy thì mắc gì phải công bố bị trộm tiền à chắc là phải chia chác chi đó nên phải công bố thôi nếu không nó đào đâu ra tiền đến mấy đứa kia còn cái vụ camera im lìm hơi khó hiểu tỷ bỗng thấy mình đang trở thành nhân vật quan trọng đang tham gia một chuyến mạo hiểm phiêu lưu trinh thám nào đó tính đến giờ phút này mụ vợ già cũng không biết tỷ biến đi đâu nó đọc báo chắc cũng biết tình hình rồi thôi kệ duyên nợ với nó tính sau vấn đề bây giờ với tỷ là cái cục tiền trong tủ kia sao giống như cục nợ hắn đã ôm cục nợ tót lên Sài Gòn rất xa rồi, mà cứ thấy loang quăng, thấy ai cũng nhìn mình nghi ngại. Sao lại phải như vậy chứ? Cây ngay sợ gì chết đứng. Hắn đang ở trong một khách sạn bình dân với một cục tiền hối lộ, nhưng hắn chưa xài đồng nào trong cục tiền đó. Thế là hắn chưa gian vậy. Bây giờ hắn biết gỡ cái cục bùi nhùi đó bắt đầu từ mối nào đây. Một tối đẹp trời, hắn thủ trong phòng khách sạn. xẻ sàng mở cái cục nợ mà cả tuần lễ không dám nhìn đến nó, ra. Hắn đếm, không phải 500 triệu đồng như báo đăng, mà là một tỷ. Một tỷ xếp thẳng thớm vào năm cái phong bì vừa vừa trong một cái phong bì lớn. Mỗi phong bì vừa vừa có ghi tên công ty kính biếu, số tiền biếu, ngày tháng năm biếu, tên người được biếu và đóng dấu đàng hoàng tỷ tưởng tượng. Cho tiền mà ghi đủ thứ vậy thì đúng là người được cho cũng đang lãnh cục nợ. Vậy té ra cái cục tiền này không chỉ của một mình cha ở phòng 311. Tiền kính biếu năm người khác nhau. Thì sao ta? Cái sự rất khác nhau giữa thông tin đăng báo và cục tiền đang trong tay tỷ sẽ làm được điều gì? Phải chỉ có mụ vợ già ở đây, mụ sẽ gỡ cho tỷ nhiều điều. Nhưng không, mọi sự liên lạc lúc này đều là lạy ông tôi ở bụi này không bao giờ tỉ làm điều ngu ngốc đó tối hôm sau chưa hẳn là đẹp trời điện thoại di động tỉ reo hắn giật bắn người thừa hiểu tai họa đã tới giọng bên kia máy ồm ồm mày phải thằng tỉ con thằng cha dô ăn trộm cả nhà đó phải không mày là ai muốn gì nói mẹ nó ra đi. Tao kỳ hẹn cho sáng mai, lúc 8 giờ, mày phải đem cục tiền ăn trộm ra trước bưu điện tình, cửa số 2, có người đón đàng hoàng. Xin hứa sẽ phóng thích mày, không quan tâm công tội chi hết. Bằng không sang năm, đúng ngày này tháng này sẽ là dỗ đầu của cha mẹ mày đó. Nhớ nguyên cục tiền, nguyên phong bỉ nha, tụi tao sẽ kiểm tra bằng không sẽ xử mày luôn đa. Tao chẳng bằng không bằng lòng gì hết. Bây giờ tao muốn biết mày là ai? Tại sao có số điện thoại của tao? Hên là con chăm nó sắm cho mày cái điện thoại cùi không có định vị. Nếu không mày không thoát với ba lễ này đâu nha con. Máy cúp. Tỷ bần thần. Ba lễ là chồng cũ của chăm. Nghe đồn gã là đứa giang hồ có máu mặt ở tỉnh quê tỷ. Tỉ ra là thằng cha bị trộm tiền đã thuê dân xã hội đen là ba lễ truy lùng tỷ. Còn cái số điện thoại của tỷ, dứt khoát là vợ già đưa cho ba lễ chớ không ai khác. Cũng phải thôi, vợ già tưởng tỷ bạc tình ôm tiền rông mất nên phản phé. Mà sao ba lễ biết thằng trộm là tỷ? À, quên, còn cái vụ camera trong phòng khách sạn nữa. À, quên thị xã quê tỷ và con vợ già xây tổ uyên ương bé như lòng bàn tay. Làm sao trùn giang hồ ba lễ không biết thằng chồng mới của con vợ cũ nó được. Tình mơ hôm sau, tỷ chưa kịp mở mắt, chăm đã gọi léo nhéo. Về chưa? Nhóc! Tôi chờ tự giác mà không thấy tự giác nên gọi đây. Ê thằng nhóc bạc tình, ôm 500 triệu đồng về nhà mình chia ba đi bà lễ hứa sẽ không tiết lộ cưng là ai hết. Nếu dứt khoát không về, hắn sẽ xử cưng theo luật giang hồ đó. Ủa? Sao nói đem tiền ra bưu điện? Bà lễ thôi rồi. Tại thằng cha bị trộn tiền trùm sò quá. Mướn người ta làm xã hội đen mà nhà tiền không sộp nên hắn không thèm làm nữa. Không làm thì chả sẽ mướn người khác làm. Tôi ngu gì nghe lời mấy người. Cưng không biết ba lễ là con hùng xám của đất này hả? Vụ nào hắn không làm thì không đứa nào dám xen vô đâu. Xuất đầu lộ diện đi nghe cưng. Mà này, nhóc. Gì? Cưng nhớ giữ mấy cái phong bì bỏ tiền nha. Bùa đó. Nhờ mớ bùa này mà cha bị trộn tiền không dám chỉ công an bắt cưng đó. Sao bà biết có phong bì? Sời, nghề của em mà anh, hỏi chi mắc cử dạ. Nghĩ ngợi hung thêm một đêm nữa, tỷ quyết định ôm tiền về quê. Lần này có vẻ khôn ngoan hơn, hắn tách tiền ra, giữ riêng 500 triệu đồng, là phần cha bị trộn tiền khai gian, còn lại 500 triệu đồng dự định sẽ chia ba theo đề nghị của vợ già. Hắn xếp năm phong bì giống có ghi đủ thứ chuyện biếu giấu dưới đế giày cao năm phân, đôi giày sang chảnh vợ già sắm cho hắn đi ăn trộm. Giấu như vậy, bà lễ sẽ không đời nào lấy được. Vợ già bảo đấy là bùa, thì hắn sẽ giữ bùa, không đưa ai hết. Chắc chắn sẽ có lúc cần đến bùa. Nhưng quả thật đường đời không êm ái chút nào. Ba Lễ đã dàn sẵn ma trận chờ đón tỷ với một tên đàn em bậm trợn. Hắn và vợ già của tỷ nữa. Ba người uy hiếp tỷ trong một căn nhà hoang đầy phân chim và tiếng gió hú. Biết là đang ở trên đất quê mình, nhưng bọn Ba Lễ đã bịt kín mít mắt tỷ từ khi hắn bước vô nhà vợ già. Rồi sau đó chúng ném tỷ lên ô tô chở đi lung tung thì biết đường đâu mà lần. Trong bóng tối om om, tỷ nghe tiếng ba lễ gần gần. Mấy vỏ phong bì đâu hết rồi, đưa cho tao nhanh lên, nhóc. Vỏ làm gì? Tụi bay móc sạch nhách hết một tỷ đồng của tao rồi còn muốn gì nữa? Làm gì có vỏ phong bì mà đưa? Cái tội mày nói dốc, định cuống của tụi tao luôn 500 triệu đồng mà thằng bị trộm chưa khai, còn trả treo nữa hả? Trả treo nè, trả treo nè ba lễ đá vô mông tỉ bùm bùm như đá mấy bao lúa để trong góc nhà. Tiếng vợ già suýt xoa. Đánh nó vừa vừa thôi anh, nó chết ở tù cả đá mà. Khi có chung một mục đích tiền thì bỗng dưng người ta yêu thương trở lại không ngại ngùng. Dù bị bịt mắt, nhưng qua nghe ngóng động tĩnh, tỷ biết vợ già và thằng đầu gấu đã kết lại với nhau qua vụ ép phe một tỷ bạc bỗng dưng tỷ nghe cổ họng mình đắng ngắt ba năm chung sống và phục vụ tận tụy vợ già mỗi lúc mỗi nơi ví bằng đổ sông đổ biển có cách nào thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên một tỷ đồng này không tỷ nghiêng tai nghe tiếng nước sông vỗ oằm oạt xa xa ở xứ này chỉ cần được đắm mình trong bất cứ nhánh sông nào tỷ cũng lần về được chỗ neo ghe của cha mẹ mình ở đó tỷ sẽ lại nghèo hèn với cây treo bèo bốn mùa mưa nắng. Nhưng chắc một điều là sẽ ăn ngon ngủ yên. Tỷ sẽ trở lại giấc mơ thương hồ cực kỳ đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần có ba bữa cơm ngon thịt cá đủ đầy. Rồi khi nào ghe khẳm cá, cả nhà sẽ ghé lại một bến sông nào đó để bán cá. Có tiền, mẹ sẽ mua đầy đủ thịt gạo mắm muối chất lên ghe. Có tiền, cha sẽ cao hứng neo ghe lại một đêm một ngày. Mua vé cho cả nhà lên nhà hát huyện coi đờn ca tài tử. Có tiền, mà khi rông gió nổi lên bất tử, cha sẽ neo ghe vào một gốc mắm chắc chắn nào đó. Mẹ sẽ buông rèm kín mít hai bên ghe. Mưa lớn mưa nhỏ cỡ nào, cả nhà cũng trồng cẳng ngủ ngon lành giữa những làn ghe lắc lư, lắc lư. Gió yên mưa tạnh, mẹ thức trước cả nhà cuốn rèm lên và reo vui. Cha con nó ơi ra mà coi con nước lớn nè. Điệu này thì bữa nay ghe nhà mình khẳng cá. Ôi, một giấc mơ, một giấc mơ đã đánh mất bỗng hóa thiên đường. Có cách nào không? Có cách nào không? Tỷ muốn gào lên thật to, đánh động cho công an biết cái ổ làm ăn của tụi giang hồ này mà bắt nhốt cả đám. Nhốt luôn tỷ cũng được hắn muốn kết thúc chuyện một tỷ đồng làm hắn đau đầu nhức óc hơn chục ngày qua. Nhưng không gào được, hắn chỉ ú a à ú ớ rồi im bặt, cổ họng hắn đau rát, hắn đang bị sốt vì lo sợ, và có lẽ cũng vì bị viêm họng do chế độ ăn uống bất thường sau chuyến đào tàu không thành. Đêm Có lẽ là đêm rất sâu giữa ruộng đồng mờ mịt hơi sương. Tiếng ếch nhái kêu ảo à uông bốn bề sông nước lũ ba tên đang ngủ say sưa trên phản. Vợ già và ba lễ ôm nhau cứng ngắc. Thằng kia lăn ra một góc ngáy ồ ồ. Tỷ phải kiếm đường thoát thân thôi. Mà hắn cũng không hiểu. Sau khi lấy được tiền rồi, bọn này giữ hắn lại để làm gì? À, quên. Thằng ba lễ hỏi rồi đó. Mấy cái vỏ phong bì quan trọng đến thế sao? có thể đó là nguyên cớ để ba lễ làm giá với thằng cha bị trộn tiền, nếu chúng nó phát hiện và kèn cựa nhau. À, giang hồ nắm đàng chui là như vậy. Cỏ quậy cỏ quậy suốt hai tiếng đồng hồ, với sức trẻ của tỷ, mấy sợi dây dù buộc tay buộc chân và buộc cả thân hình hắn vào cây cột nhà, dần cũng lơi lỏng ra. Thêm ba mươi phút xè sàng nín thở trong bóng đêm nữa, tỷ giải phóng được mình tỷ lồm cồm bỏ lại phía phản. Nắm dây chiếc túi sách đựng tỷ bạc đang kê dưới đầu ba lễ giật mạnh. Tông cửa hắn chạy, chạy chối chết, chạy về phía nào nghĩ là có nước. Chỉ cần con rãi cá nhảy tòm xuống sông là hy vọng thoát. Mà có nhánh sông thiệt, tỷ đeo sách tiền vào cổ, nhảy ảo xuống. Phía sau, bọn kia huỳnh huỳnh đuổi theo, mà không dám la tiếng nào không thể xem thường tay ba được. Tụi nó đứa nào cũng bơi giỏi. Ngay lập tức, Tỷ bơi rẽ ngang, nấp vào một bờ mắm tự dưng mọc trôi lòi giữa sông. Hắn chát đầy bùn ngụy trang, nằm vùi sâu xuống bùn, nín thở. Bơi tới bơi lui mấy lượt tinh mơ còn nhỏ mặt người, không cách nào tìm được tỷ, bọn xấu quay ra cằn nhằn nhau. Tiếng vợ già của tỷ đó thấy chưa tôi nói mà thằng này danh lắm nó lùi nhanh như lươn chạch kêu mua khóa còng chân nó lại mà không chịu mấy sợi dây dù ăn thua gì cứ nói để mai để mai bây giờ nó chuồn mất rồi đó tiền cũng bay theo nó mẹ luôn rồi ba lễ nói như tự an ủi thôi kệ biết sao được coi như suy đi còn hơn sớm này mà bơi ra giữa sông, chuột rút cho chết à bà. Mà nếu lấy được tiền, không cần có phong bì phong biết gì, chắc cũng được, mắc gì nhốt nó lại một đêm chi cho dối vậy trời. Kiểu nào thì thằng bị trộm tiền cũng không có chứng cứ gì để bắt mình đâu, cũng như cái vụ trước, tôi với bà làm á. Ông nội, lần đó, nạn nhân là cha tôi, cái thằng cha đẻ con rơi là tôi à bộ ông không biết tôi chuông chìa của ông hả à? nghĩ mất vài trăm triệu không bằng bao nhiêu năm bỏ bê tôi giang hồ tự lớn nên ông tha cho đó không là chết không kịp ngáp à chớ bộ khi lần ra ông ăn chặn tiền của thằng ăn trộm thì cha kia để yên cho ông sao phải có mấy cái phong bì làm chứng ăn hối lộ để khớp miệng trả lại chớ ăn may nhờ có vụ này là người dưng nước lã mà cũng không nên thân mà sao bà biết chắc chắn có phong bì? Chắc chắn là có. Lần tôi trôm chìa tiền hối lộ của cha tôi, phong bì nhóc hà. Cha cũng không tốt gì đâu. Ông cũng sợ tôi đưa mấy cái phong bì kia ra chớ. Thôi, đừng nói dây mơ dễ má gì nữa hết á. Bà cặp kẻ với thằng nhóc đó ba năm chưa đủ hay sao mà cứ chỉ chết tôi hoài vậy. Thôi về, trời sắp sáng rồi tôi với bà chia tay tại đây. Của tàu cũng đổ âm ti bà ơi. Ừ, của tàu cũng đổ âm ti, nằm trong đống bùn tanh tanh con nước sớm. Tỷ thấy ba lễ nói đúng. Cái sách tiền trôi mẹ nó đi đâu mất biệt rồi. Tình hờ của họ cũng tan. Chỉ còn mấy cái vỏ phong bị ép dưới đế dày sũng nước của tỷ. Để làm gì, cũng không biết nữa. Thôi kệ, cái camera ghi hình thằng tỷ ăn trộm cũng còn kia mai mốt nhớ cha bị ăn trộm có truy lùng ra hắn thì hắn sẽ bảo tôi chỉ còn mấy cái vỏ phong bì ướt nhẹp nè có ăn rộng gì ăn rộng đi Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chồng Vũ Phu, tác giả Nguyễn Thu Hà, căn phòng nồng mùi đất sét ngâm, khét mùi dầu pha sơn và hăng hăng của đủ loại màu vẽ hỗn tạp. Lão đã sống chìm trong đó rất lâu rồi, kể từ khi mắt chưa hỏng hẳn. Có lẽ lâu đủ để biến thứ mùi đó thành mùi hơi thở của lão, mà không. Hơi thở lão còn có thêm thứ mùi khó ngửi nữa là mùi loại thuốc lá bát tô xanh quyện với mùi cặn trà không tiêu hóa hết trong dạ dày. Lão còn hai viên kẹo ngậm khử mùi nới túi ngực để dành lát ăn xong mới dùng. Tiếng kim đồng hồ đánh cái cạch rồi hồi chuông dài nhất trong ngày bắt đầu thả binh bong đều đều. Lão đưa tay lần trên mặt bàn cạnh ghế ngồi túm bao thuốc và chiếc quẹt ga góc trái bàn sẽ là cái gạt tàn và góc phải là ấm trà nằm gần cái bình thủy điện thi thoảng lại gieo tiếng nước được hâm sôi lại điếu này là điếu thứ năm trong ngày và những hơi cuối cùng của điếu này tiếng chân nàng sẽ dội trên hành lang gỗ cũ kỹ hướng vào phòng lão nàng từng hỏi lão sao bao năm rồi lão cứ hút mãi thứ thuốc lá khét như rác vườn đốt vào chiều mưa vậy lão thích nghe giọng nàng cằn nhằn về lá phổi về da rẻ và hơi mồm miệng nếu cứ hút cái loại thuốc lá không đầu lọc rẻ như giấy cuộn ấy. Thực ra, lão thèm nghe giọng nàng, mùi hơi thở của nàng pha vào lão khi nói. Lúc ấy, lão như nhìn rõ gò má nàng hồng, cọng gân xanh mờ ở cổ và đôi môi mềm có hình bán nguyệt đều đặn mất máy. Trời già cướp đi của lão đôi mắt, nhưng hình như đến cái khoảnh đời sắp kiệt như nến khúc cuối này, lão lại có mắt ở khắp châu thân lão nhìn mọi thứ qua tiếng động và mùi hương cả bằng tay nữa và với nàng có lẽ lão nhìn thấu từ trong ra ngoài bằng cả thứ dục tình diệu kỳ nàng ban cho lão không biết hôm nay vết thương trên ngực nàng đã bớt đau chưa cả khoảng lưng và hông chi chít những cú đấm của thằng chồng vũ phu có còn sưng đỏ không nữa nàng không thể biết lão mù nhưng có thể thấy được cả màu sắc lẫn độ nặng của những vết thương do bị đấm đá ấy khoảng ngực bên trái ngay trên núm vú chắc chắn có màu tím loang rộng và chỉ có thể là bị thụi túi bụi liên tục. Khi tay lão chạm lên đó, nàng chân cứng lại, nín thở, cố để lão không nhận ra nàng đau đớn thế nào. Tiếng trái tim nàng đập nhanh và không đều, gần như hoảng loạn cho tới khi môi và lưỡi lão lướt trên đầu vú nàng nó mới chịu chậm lại. Thằng khốn nạn, nó nhẹ những chỗ nhạy nhất trên người nàng để đánh. Kín đáo, không ai nhận thấy nhưng nàng sẽ đau đớn nhức nhối nhất với vết thương như thế trái tim nàng lúc đó hẳn có thể ngừng đập nước mắt lão chảy trên vú nàng lão vội liếm đi trước khi nàng nhận thấy môi và lưỡi lão xoa dịu sự đau đớn ấy bằng cách lôi những khoái cảm đàn bà trỗi dậy lão chú tâm làm điều ấy kiên nhẫn và tỉ mẩn chờ đợi tiếng rên rỉ nàng bật ra với cơ thể duỗi dài dưới cơ thể lão rồi mới lần tìm những vết thương khác của nàng để xoa dịu má lão áp vào khoảng da thịt đàn bà sưng nóng từng vùng hai mắt lão chảy nước và đôi môi lão khum tròn, thở ra thứ hơi nóng phả lên mong xoa dịu những vùng da đó. Nàng không thể nhận ra là lão nhìn được mọi thứ trên cơ thể nàng. Hãy cứ để niềm kiêu hãnh cuối cùng ấy của nàng được ve vuốt, dù đôi lúc trái tim lão đau đớn như chính nó bị bàn tay thằng khốn kia đấm, dù đôi lúc lão cố kìm những tiếng chửi thề sắp buột ra. Những tiếng chửi ấy có nghĩa gì khi lão chẳng thể bảo vệ nàng? Anh à, phòng tay mất tiếng nàng hốt hoảng, ngón tay lão nóng rẫy, lão xòe hai ngón tay cho màu thuốc rơi xuống đất, đạp đế giày rụi đi. Tất cả những động tác đó chuẩn xác như khi lão còn nguyên đôi mắt vậy. Vậy là hôm nay nàng đi giày thể thao đế cao su, chắc là đôi nai lão tặng nàng từ lần sinh nhật trước. Vậy là hôm nay nàng phải lo thêm bữa trưa cho thằng cu con tự kỷ hoặc lão bố chồng tai biến giờ trứng hay hoạnh hoẹ. Đôi giày ấy nàng rất quý, chỉ khi nào quá gấp gáp nàng mới đi để di chuyển cho nhanh lão siết tay nàng khi nàng quỳ ôm lấy tay lão kiểm tra vết phòng em nghỉ một chút đi hôm nay thằng bé lại không chịu về trường hay người kia đòi em kho thịt nữa ôi sao anh biết hay vậy ông ta đòi canh chua và thịt thủ kho nhiều tiêu xanh còn thằng bé nó về trường từ hôm qua lần này thằng bé ổn hơn anh à cảm ơn anh đã gửi con em cho bác sĩ bạn anh đúng là bạn anh rất giỏi thằng bé giờ tiến bộ lắm. đôi bàn tay nàng nắm lấy hai tay lão. mùi nước mắm kho thứ thịt ướp tỏi phi át đi hương nước hoa ngọt ngọt của thứ quả mọng nào đó. lòng lão gợn sự ghen tị. lão từng muốn những bữa cơm hai món như thế với nàng, muốn nhiều lắm. nhưng khoảng thời gian nàng có thể dành cho lão quá ít. lão đã tự dần vật mình sao có thể tham lam cướp đi những phút giây nàng ngả lưng nghỉ chưa ít ỏi để thay vào đó là chạy vội dọc con hẻm ngắn thông với bến xe buýt chặng xe ấy, nàng phải tính toán chặt khít những bước chân cuống quýt để không lỡ chuyến, chậm chuyến, trễ thêm 10 phút có thể là cớ để những vết thương trên người nàng dày thêm. Anh muốn ăn gì để em làm? Anh chuẩn bị cơm bò nhật sẵn trong bếp đấy. Em hâm 3 phút bằng vi ba thôi. Anh gọi rồi ư? Ừ. Ờ, ừ, anh nấu bằng điện thoại mà. Nàng cười, tiếng cười như va đập giữa gỗ và thủy tinh. Lão mê mệt tiếng cười này cũng ngang với thanh âm dịu dàng đầy đam mê khi nàng gọi tên lão trên giường. 55 phút kể từ khi nàng bước vào là giữa lão với nàng phải hoàn tất mọi việc, bắt đầu từ bữa trưa ngồi ăn chung sát bên nhau trên chiếc sofa kê tại góc phòng vẽ và kết thúc bằng tiếng nước xối trong phòng tắm khi nàng chuẩn bị mặc quần áo ra về. Lão đã từng mắc sai lầm khi buột miệng nói thèm một bữa cơm đủ món bình dân như một gia đình để rồi nàng lui cui làm chiều lão cái giá phải trả là trận đòn làm nàng không thể sỏ chân vào quần jean suốt nửa tháng. Bữa ấy dù hai người chỉ ăn chung thôi cũng làm nàng về muộn. Gã bố chồng căn nhằn việc nàng chậm cho uống sữa giờ ăn dặm và thằng chồng ngứa tai đã dùng chính cây gậy lão bố vẫn chống đi ra đường hóng gió mà quất sưng hai bên đùi nàng. Từ ấy, lão luôn căng tay đợi tiếng cạch của chiếc cổ con gà sắp thỏ ra khỏi cửa sổ mở giữa bụng cái đồng hồ gỗ trên tường là sốc nàng dậy, mặc áo cho nàng mùi cơm bò với thứ sốt teriyaki ngon ngọt, ngọt hòa dịu đi mùi nước mắm kho nấu ám trên người nàng. Lão đốt thêm điếu thuốc, bỏ lại nửa phần cơm, chờ nàng kết thúc bữa trưa với chén trà đặc. Chỉ 12 bước chân là lão sẽ ngả lưng trên tấm nệm thơm mùi trầm sông phòng, và đôi tay lão sẽ được lướt trên da thịt nàng, dừng lại vài giây trên những vùng nóng hơn nơi khác. Đôi cánh tay nổi vòng cơ bắp của lão sẽ nâng niu cơ thể ấm mềm đầy khao khát ấy trên ngực trên bụng mình mà chạm đến từng đỉnh lồi hay hõm đầy mạch đập và cảm giác khi hòa mình vào nàng sẽ giống với thứ khao khát hối hả thể hiện sự thăng hoa khi nắm bắt được cách tạo ra cái thần của tác phẩm trong nàng có cả vùng tối lẫn thứ ánh sáng ma mị làm nên bức tranh nhập thần và có cả những khối nặng trĩu đau đớn lẫn những nét cong mảnh rẻ để chỉ chạm đúng là vút lên ngân nga thứ cảm xúc thoát thai ra đường nét điêu khắc nàng không phải chỉ là người tình khiến lão thế mình được sống nàng có là hiện thân của những gì lão muốn tạo ra. Có lẽ, khi hòa vào nàng, khiến nàng run rẩy với khoái cảm yêu đương, lão đã từng chút tạo nên chính tác phẩm giá trị nhất của cuộc đời mình. Người thợ làm đất thuê cho xưởng họa đang ngủ trưa dưới mái hiên, bóng mắt từ cây tường vi phủ lên bộ đồ bảo hộ và khung cảnh xung quanh khiến khoảnh sân như bức tranh lao động đầy màu sắc của thế kỷ 18, tán tường vi chữ bông dù từng chùm rung rinh nhẹ trong nắng chưa khiến tuổi thơ êm đềm như hiện ra trước mắt cô ngày ấy cha thường đứng bên ngoài hàng rào ngắm mẹ con cô dọn cơm chiều bên hàng hiên này mẹ yêu hoa tường vi và hoa hồng nên cha đã trồng hai loại hoa ấy quanh nhà những cây hồng cổ luôn sai hoa và chuyển mùi thơm nồng vào những ngày giáp đông hoa hồng đẹp là thế ý nghĩa và hương thơm đặc biệt là thế nhưng mẹ lại đặt tên cô theo loài tường vi rực lên mà mau tàn Ngày bé, cô từng thấy mẹ bần thần bên gốc tường vi nhặt những đài hoa mới rụng rồi ngắm chúng rơi từ lòng tay xuôi về khoảng đất ôm quanh gốc, rồi bà ngước đôi mắt ươn ướt và tối sẫm về khoảng ban công thấp thoáng bóng lưng người họa sĩ đang cắm cúi trước khuôn toàn trắng. Mắt mẹ không nhìn tới được chiếc sofa bọc len trắng muốt, có một người đàn bà rất đẹp đang nửa nằm nửa ngồi với đôi mắt cũng mơ màng và xa vắng nhìn vào khuôn mặt người chồng trẻ đang vẽ mình, lớn hơn chút nữa khi cha nằm dán lưng trên giường bệnh viện phần tầng trên ngôi biệt thự cho thuê chính thức được bán cho gia đình người họa sĩ số tiền rất lớn lúc ấy giúp đưa được cha về nhà và sống thêm vài năm trên xe lăn căn biệt thự được sửa lại với lối đi riêng cho tầng trên bên hông ngõ nhưng khoảng sân thì dùng chung để giữ nguyên vẹn hàng hồng cổ và dãy tường vi tán ngọn mẹ thường thở dài ít khi bước ra sân bỏ mặc đám hoa cỏ cho cô chăm sóc cha thường nhìn mẹ bằng đôi mắt bằng bạc rồi quay sang kiếm khuôn mặt cô để nhoẻn cười. Cha bảo, mẹ buồn vì bệnh tình của cha nhiều lắm nên cô phải quan tâm mẹ nhiều hơn. Khi nào chủ nhà phía trên cho phép thì hãy đưa mẹ lên ban công trên ấy để ngắm khuôn viên vườn. Hoa hồng hay tường vi đều phải ngắm theo chiều nắng mới thấy hết vẻ đẹp. Ngày ấy cô không hiểu hết lời cha, chỉ biết gật và ôm lấy ông bởi linh tính những lời ông nói ra giống như lời dặn dò nhiều ẩn ý cha chết trong một tối đầu đông lạnh lẽo, hương hồng cổ thơm nồng không gian. Mẹ lúc đó bận đi giao những đôi găng len đan gia công cho một cửa hàng quần áo ấm. Có lẽ lúc ấy cô đang trong lớp học thêm chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp cấp 3. Cha chết trong bồn tắm, khuôn mặt nhẵn nhụi thanh thản, quần áo tề chỉnh, chỉ duy nhất một vết thương chảy chùa trên bàn tay trái vết thương ấy khớp với sự cố gắng tột bậc của một người liệt nửa người tự đưa thân thể mình từ chiếc xe lăn vào bồn tắm đầy nước lạnh tối ấy mẹ ngồi bệt dưới nền nhà tắm tay vịn lên chiếc xe lăn đổ nghiêng bất động ánh mắt mẹ nhìn xác cha cả đời tường vi không quên được ánh mắt vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm giống khi mẹ đang xong mớ hàng len ra công trong đầu cô lúc ấy dấy lên sự oán trách với mẹ thụ hưởng tình yêu sự chiều chuộng nâng niu thấu hiểu của cha nhiều như thế nhưng thứ đớn đau vì mất mát của mẹ cũng nửa vời cha mất khoảng cách giữa hai mẹ con cô xa hơn cha mất chưa đầy năm mẹ giao bán căn biệt thự chẳng ai chịu mua nửa dưới căn nhà và ban thờ người chủ còn hương khói công việc đan len lại chuyển sang cho cô làm còn mẹ bận rộn với những cuộc gặp bí mật rồi sau dỗ cha lần đầu mẹ lặng lẽ trốn đi nước ngoài sao người ta có thể bỏ lại đứa con duy nhất trên đời mà đi nhỉ ngày đó trong đầu tường vi luôn ong ong câu hỏi đó hình như những người đàn bà như mẹ và vợ ông họa sĩ trên lầu đều giống nhau họ đều rất đẹp nhưng sau vẻ đẹp đó sự bất mãn cứ lồ lộ, lộ ra trong mắt đôi mắt vợ người họa sĩ dài và sậm ngằn ngặt như chiếc lá tường vi cánh mỏng chiều đầu đông mắt mẹ lại bàng bạc như màu lá hồng nhung phủ phấn trắng sớm chớm hè dường như người đàn ông bên họ không thể lấp đầy thứ trái tim họ khao khát căn biệt thự khi hai người đàn bà biến mất trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Tưởng vi du rú trong nhà cặm cụi đan khăn mùa đông và may găng mùa hè. Nửa chờ đợi mẹ quay về sau những lần ra đi bất thành nửa lại không muốn mẹ quay về nữa. Mẹ bảo, mẹ không có số xuất ngoại. Kể cả vượt biên lén lút hay cậy cục làm hôn thê thì rồi cũng chẳng thoát khỏi cái góc nhà tẻ ngắt cha và tình yêu của ông ấy đã nhốt mẹ vào mẹ ao ước giá những người ruột thịt đã bỏ rơi mẹ đang định cư đâu đó bỗng chốc quay về đón mẹ sang đoàn tụ mẹ bất mãn và ghen tị so sánh nhan sắc mình với người đàn bà trên gác dẫu có người chồng giỏi giang đẹp đẽ thế vẫn dứt áo ra đi hưởng tự do một cách dễ dàng mãi sau này cô mới biết để nuôi mộng đi đến sống tại phương trời tây nào đó mẹ đã vay nợ khắp nơi kể cả bạn của cha những món nợ khổng lồ đối với một người đàn bà không nghề nghiệp mẹ muốn ra đi và sống giống vợ ông họa sĩ trên lầu. Nơi ấy, có mùa thu đầy lá phong vàng đỏ, có những đỉnh núi trắng tuyết và những người đàn ông cao to thanh lịch. Nơi ấy, với mẹ là thơ là nhạc, là những tiếng cười và vòng ôm giặt dìu trong ánh sáng của sàn khiêu vũ. Những bức ảnh trên giấy dày có viền răng cưa, chụp những người phụ nữ tóc uốn lọn xoăn ôm ngang lưng người đàn ông đứng bên và hôn nhau say đắm mẹ lôi ra ngắm hàng đêm. Đó là những người bạn ngày xưa của mẹ họ từng chấp nhận có thể chết trên những chiếc thuyền cá cũ kỹ nhỏ bé, chấp nhận có thể bị cướp biển tấn công, cưỡng hiếp hoặc giết chết, hoặc có thể gặp bão gió mà chết. Họ cũng lay lắt trong những trại tập trung tị nạn như tù nhân để rồi bằng cách nào đó, kể cả lấy đại một người đàn ông xa lạ có thể đem lại cơ hội mang họ tới nơi họ muốn. Niềm khao khát cuộc sống đó cứ bừng lên trong mắt mẹ khi ngắm mấy bức ảnh rồi thì mẹ lại thì thụt vay mượn và đâm đầu vào mớ giấy tờ kẻ nào đó hứa lo cách cho mẹ ra đi dễ gì có lần tưởng vi giật mình nhận ra bản thân mình hả dạ khi mẹ bị lừa tiền đến lần thứ ba ngày đó ở tuổi mẹ chỉ có thể đi bằng đường hôn thê lão việt kiều già khẳn mặt nhăn như quả táo héo khệnh khạng chê bôi cái thành phố chính quê hương lão bằng những ngôn từ kẻ cả trịch thượng nhất được mẹ niềm nở cung phụng Tưởng vi đôi lần bắt gặp ánh mắt đục lở của lão nhìn mình phía trên cái miệng đang trễ ra, thiếu điều nhễu cả nước miếng đang đầy ống. Cô ghê tởm lão ấy, ghê tởm cả ồn thoát cưng nựng của mẹ cho lão và cầu cho mẹ sớm được như nguyện để cô được một mình trong thế giới của những cuốn sách và sự yên tĩnh. Và mẹ lại thất bại khi lão già vớ được một mối hôn thê khác, trẻ hơn mẹ chen ngang. Mẹ trở nên lầm lì và cáu bẳn. Có lần, tường vi ngỡ ngàng nghe mẹ chửi thề rồi nguyền rủa cho đôi mắt tay họa sĩ trên lầu mù hẳn mẹ bảo đáng đời loại nghệ sĩ nửa mùa nghèo rớt mà đèo bòng vợ đẹp để đến nỗi nó mang con bỏ đi chỉ biết ngồi đó mà khóc đến mù vì biết đó là do nhiều lần mẹ lên yêu cầu người họa sĩ cùng bán nhà nhưng đều bị từ chối làm sao mẹ hiểu được mẹ muốn bán nhà để ra đi còn ông ấy muốn giữ nguyên để chờ sự quay về chiều đầu đông năm cuối đại học mẹ kêu cô về ngay khi gia đình chồng đến dạm ngõ. Bác Lễ, người bạn thường chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc có các nhân vật đáng nể tới dự khi cha còn sống đang ngồi cứng ngắc trên sa lông. Cạnh bác là đứa con trai duy nhất với cái lưng dài, gù cong vừa rung chân vừa ngoáy lỗ tai bằng móng ngón tay út. Tưởng vi vô cảm khi nghe hai người lớn nói về khoản nợ mẹ không thể trả cho bác Lễ, về mối nhân duyên cấn trừ nợ của cô với gã trai lơ đến kia. Nhớ nhất là cái búng tay của anh ta làm văng mẩu giấy tai ra cạnh chiếc bàn trà trải ren trắng khi bác lễ đều đều, cũng may cho chị là thằng Hải nó ưng mắt con vi, giờ chị có giao bán căn nhà này cũng khó có ai mua nếu tầng trên họ không cùng bán, mà bán rồi thì chị với con bé sẽ ở đâu? Cứ cho là số tiền bán nhà đủ trả số vàng chị nợ tôi đi thì rồi hai mẹ con chị làm gì để sống nếu không còn nơi ở? Thôi thì vì tình nghĩa với anh nhà tôi đón con Vi về làm dâu với điều kiện căn nhà chị đừng giao bán nữa mà sang tên cho con bé. Con bé về bên tôi làm dâu, tôi cho nó quản lý cửa hàng thì hai mẹ con chị cùng ổn. Như vậy tôi cũng không nợ ân tình với bạn. Phần cuối cuộc thỏa thuận, Vi không phải nghe họ bàn bạc cụ thể nữa. Khi ấy, Hải đứng lên ngoắc Vi ra sân. Không biết do tuổi thân, do muốn thoát khỏi mẹ hay lần đầu tiên có người con trai lau nước mắt cho mà Vi gật đầu chịu về làm dâu nhà Hải khá nhẹ nhàng. Nửa năm sau khi tốt nghiệp, đứa con gái đầu ra đời coi như đóng đinh số phận vi vào nhà bác lễ. Tấm bằng Đại học Văn hóa ngành thư viện tường vi ép plastic cài phía sau gương trang điểm trong phòng ngủ giờ toàn mùi sữa và áo quần trẻ con. Tấm bằng được bọc bằng tờ giấy mượn nợ có điểm chỉ và cam kết của mẹ về số vàng lớn đã vay của bác lễ. Giờ mẹ nằm một chỗ, hậu quả tai nạn khi mẹ đi hầu đồng cùng cả nhóm đàn ông đàn bà thường say khướt sau những giá đồng tiền tỷ tay chân mẹ không cử động được nhưng miệng vẫn nói về sự ân hận đã lấy cha thay vì vượt biên về căn cô vía cậu áp lên đời mẹ vì vẫn thi thoảng bật khóc khi nghe những lời ấy cô khóc vì thấy xót thương cho cha mẹ chưa từng quan tâm đến cảm xúc ước muốn của cô cũng không sao nhưng sự hằn học với tình yêu bảo bọc của cha cho mẹ khiến cô đau đớn đôi lúc nhớ bàn tay xa lạ của hải từng chùi nước mắt cho mình chiều hôm ấy cô lặng lẽ cười chua chát bàn tay ấy giờ thường nắm chặt lại để trên đùi khi anh ta ngồi cúi đầu nghe bố xì nhục vì thất bại vì nghiện ngập và bàn tay ấy cuộn chặt thành nắm đấm vung lên khắp người vi như để giấy thoát ra khỏi những lời nhục nhã bố anh ta ném vào có lẽ cuộc đời anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn cô bao nhiêu có lẽ cường độ những cú đấm đá lúc mạnh lúc nhẹ ấy cũng chỉ như cách anh ta nói cho cô biết và bắt cô chịu đựng cùng sự thống khổ với bản thân anh ta mà thôi. Khi cắn chặt răng trong cơn đau đớn, cô thấy thương hại anh ta và cảm thấy mình phần nào có lỗi. Bởi nếu anh ta không đồng ý cưới cô, hẳn bác lễ thế nào cũng tìm cho anh ta một đám khác, chắc chắn môn đăng hộ đối hơn dù cho hải đã nghiện ma túy, và như thế gia đình họ sẽ không phải đón một đứa cháu đích tôn tự kỷ hoặc la hét đập đầu vào tường hoặc chỉ yên lặng ngô nghê trong thế giới riêng của nó suy cho cùng như cách nói của bác lễ thì cuộc hôn nhân này nhà bác đã lỗ rất nhiều lỗ toàn tập hai bước nữa thôi là đặt được chân lên cửa xe buýt tiếng người phụ xe quát đanh đanh hòa với tiếng phanh tiếng xì xì cánh cửa đang mở một tay tóm chắc chiếc hộp mang cơm cho mẹ một tay túm lấy tay nắm đu người lên chiếc xe vẫn đang di chuyển tưởng vi thầm biết ơn đôi giày người tình tặng ông ấy tinh tế và chính xác trong từng suy nghĩ đoán biết mọi chuyện bên ông ấy tưởng vi có cảm giác an toàn và được che chở y như cạnh cha ngày trước mà không cảm giác đó từ những ngày đầu khi trốn ánh mắt lão việt kiều mẹ mang về nhà giây phút lần đầu lang thang trên hành lang tầng trên ngắm những bức vẽ người đàn bà cổ cao với đôi mắt dài thăm thẳm giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc sofa nơi góc tối khi đó không hề làm cô sợ hãi mà lại như an ủi, sẻ chia. Lúc đó, ông ấy không hề hỏi gì, chỉ bảo cô nếu muốn cứ lên trên tầng làm mọi điều cô thích, kể cả vẽ hay nghịch đất, bất kể ngày hay đêm. Những câu nói đơn giản và ngắn gọn ấy lại có thứ sức mạnh từ sự cảm thông đến khó hiểu. Nó giống như có sự thông linh giữa hai tâm hồn. Lúc ấy nhờ ánh đèn tường cô lần đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ của người họa sĩ. Cặp kính đen trên khuôn mặt góc cạnh và mái tóc dài buộc gọn sau gáy khiến ông cổ quái khác hẳn người nghệ sĩ đầy sức sống trước khi vợ con ông ấy bỏ đi. Đôi lúc, cô tự hỏi bản thân câu hỏi cô dây dứt, mình có thực là yêu ông ấy không? Mà yêu là gì để đối chiếu nhỉ? Những khuôn mặt trai trẻ từng thoáng qua trong đời sinh viên đều trôi đi rất nhanh trước khi cô bị gà cho Hải Cô chưa từng nhận được một lời yêu từ bất cứ ai trừ ông ấy, nhưng lời nói đó thốt ra trong lúc làm tình thì có tính không nhỉ? Hình như đàn ông nào khi ngủ với phụ nữ cũng đều thốt ra câu ấy khi họ đê mê thể xác mà. Cô từng lén chồng xem phim sex và cả đôi lần, những tâm sự rời rạc của đám bạn gái tụ tập họ cũng xác nhận thế, chắc chắn chồng cô cũng thế khi anh ta phê thuốc và kiệt sức trong tay đám đàn bà để lại những vết môi son nhoe nhoét trên bộ ngực lép kẹp xanh sao. Chỉ có điều anh ta chưa từng nói lời yêu cô, chưa bao giờ, cả khi anh ta nhào vào cô lúc sung thuốc hay lúc cười nói giả là một người chồng hạnh phúc trước đám người nợ ân tình bác lễ tới chúc mừng cô sinh con. Chỉ có ông ấy là rót vào tai cô những lời như móc câu không hòa mỹ nhưng neo bám vào trái tim cô để mỗi khi co mình lại chịu đòn chồng hay thẳng lưng trên ghế nghe bác lễ giáo huấn là cô lại nhớ đến thứ giọng trầm khàn nghiến rít trong lồng ngực rộng thoát qua khe họng nghiến chặt như bao bọc lấy cô khiến cô không còn cảm xúc về sự tra tấn trong những lời nói nhắc nhở thân phận nửa con dâu nửa người làm giọng nói ấy giống như thứ thuốc tê tự chảy ra khi những nắm đấm cú đá chạm vào cơ thể đôi lần khi giữa chừng tỉnh táo lại hải thộn mặt ra như gặp ma vì thấy cô cười mà những lời ấy có phải là lời yêu không nhỉ tiếng chửi tục tằn khàn sắc như mảnh gốm vỡ vụn giữa hai hàm răng nghiến chặt của ông ấy là những lời khiến cô hạnh phúc nhất trưa đó cô gục ngã vào khay đất ngâm giữa sân không biết do mất ngủ triền miên hay phải kham cùng lúc việc nhà việc cửa hàng văn phòng phẩm rồi nấu ăn theo yêu cầu của mẹ mỗi ngày mà cô kiệt sức cũng có thể do những cú đấm vào gáy Hải tặng cô trước lúc dắt xe đi làm. Người thợ đất đã hốt hoảng vác cô lên lầu và ông ấy buộc phải ôm cô lúc ấy mềm như giải khoai quạt quẹo để nước xuôi xuống tới khi cô nhổ ra được hớp đất bít chặt cổ họng. Những vết bầm tím quanh cổ cô lộ ra khiến người thợ kêu to. Anh ta tưởng cô bị thương khi va vào khung khay kim loại nên nặng nặc bắt cô phải đi khám. Khi cô bật khóc thay vì giải thích thì ông ấy đã hiểu những ngón tay của ông ấy dịu dàng luồn nâng tóc cô lên cho đất mịn trôi sạch theo dòng nước ấm, và tiếng chửi vuột ra miệng ông ấy khi bàn tay mạnh mẽ chạm vào đôi vai cô, nâng cô đứng lên khiến cô bật thốt đau đớn. Bọn xúc vật, sao có thể hành hạ em đến thế này? Đôi khi, nhìn hải say rượu co quắp ngủ trên nền nhà cạnh giường con gái, cô lại nhớ âm điệu câu nói ấy, nó giúp cô cảm thấy hả dạ như được bảo vệ từng có vài người bạn gái thân thiết đã can thiệp vào chuyện hải bạo hành cô ban đầu họ khuyên nhủ rồi dọa dẫm anh ta lần nào sau đó hậu quả cũng là anh ta hùng hổ hơn đánh cô mạnh hơn kèm những lời cay nghiệt đổ tội cho cô đem chuyện nhà đi rêu dao kết cục là cô lần lượt mất đi từng người bạn họ bức xúc rồi chán nản và dần coi thường cô hèn hạ chịu đựng thứ hôn nhân quái đản chỉ để giữ cho cuộc sống của mẹ và các con cô bình ổn họ không hiểu được cảm giác bất lực trước đồng tiền mà cô từng trải qua khi định rời bỏ nhà bác lễ hồ sơ xin việc bị từ chối mức lương thủ thư cô có thể nhận khi xin được việc còn không thể đủ để cô tồn tại họ không thể hiểu nuôi đứa con gái bé bỏng hen xuyễn nặng và đứa con trai tự kỷ thì cần những gì và nếu từ bỏ cô có sống nổi khi giao con lại cho cha con bác lễ không cô còn có thêm người mẹ nằm bất động nữa ít nhất ở trong cuộc hôn nhân họ gọi là địa ngục đó cô còn giữ cho người thân được bình an khi lối thoát tưởng như lẽ đương nhiên với người này lại là lựa chọn cuối cùng tồi tệ nhất với người khác cô như quân cờ vây bị cắt đứt mọi liên kết cô đơn vô dụng với chính bản thân mình cô có thực sự yêu ông ấy không nhỉ cô đã nhớ những lời thô tháp ấy giọng nói ấy mà leo lên tầng trên ngắm bàn tay gân guốc từng nâng tóc cô dưới làn nước đang vầy vò đám đất nhão rồi chính cô chủ động chạm vào cánh tay ấy, đưa bàn tay dính đất áp lên má mình đang nóng rẫy. Dường như nụ hôn lúc ấy cả cô và ông ấy đều chờ đợi từ rất lâu rồi. Lâu hơn cái ngày cô ngất trong thùng đất, lâu hơn cả cái ngày cô còn là con nhóc ghê tởm gã Việt Kiều già hao háu ngắm cô. Hình như không phải là cô mà là người đàn bà nào đó trốn trong thân xác cô nhảy ra nắm quyền kiểm soát lý trí và người đàn ông dịu dàng núp trong những thô tháp của người họa sĩ cộc cằn cũng nhào ra đón nhận sự im lặng đầy ắp rung động và khao khát khi ấy mãi sau này khi cô nhắc lại ông ấy đáp gọn bằng hai từ vì yêu với ông ấy không cần một lời giải thích ông ấy chỉ lặng lẽ yêu cô theo cách của ông ấy giúp cho cuộc sống của mẹ con cô dần bớt phụ thuộc vào nhà chồng ông ấy dịu dàng và nâng niu cô chu đáo như người cha và nồng nàn hơn một người tình trong bất kỳ cuốn sách nào cô từng đọc. Cô thấy mình giống như búp bê Matryoshka dần trồng thêm cho mình nhiều lớp mới bên ngoài con búp bê bé nhất, xấu xí nhất. Một tiếng mỗi chưa từ khi có ông ấy như là phần thưởng lấp đầy cuộc đời tẻ nhạt, khiến một ngày của cô có thêm một giờ để sống. Phải, 24 giờ cô bình thản đối mặt với bộn bề trách nhiệm làm con gái, làm mẹ, làm người quản gia kiêm quản lý kiếm tiền cho bác Lễ, một giờ trên gác căn biệt thự từng của cha cô, cô được đích thực làm đàn bà, giờ thứ 25 ấy, với cô hạnh phúc đủ để cân bằng với 24 giờ gánh nặng số phận bắt đeo mang, triển lãm X thành công vang dội, bí mật đằng sau một tài năng lớn, người đàn bà bí ẩn trong tuyệt tác điêu khắc là ai? đó là số ít trong nội dung các tít báo chạy liên tiếp từ trước ngày cuối triển lãm cho đến tận sau đám tang họa sĩ tài danh hoàng lâm người ta xôn xao về người họa sĩ ở ẩn hơn chục năm vì tai nạn lao động làm mù đi đôi mắt bỗng quay lại rực rỡ với triển lãm quy mô tác phẩm cực lớn hơn hai chục bức vẽ có cùng một cái tên là ký ức đều vẽ một người đàn bà đẹp hoang dại rực rỡ quyến rũ nhưng lạnh lùng được đặt bên trái khu vực triển lãm Phần còn lại quanh tường của phòng triển lãm hình bát giác, số lượng tranh gấp hàng chục lần được họa sĩ đặt cùng tên là một con số, số 25. Những bức vẽ đó mang những sắc màu kỳ lạ, đánh mạnh vào cảm xúc thị giác và mỹ cảm của người xem, chúng khơi gợi sự thánh thiện ẩn sâu trong ký ức hoặc khao khát mãnh liệt về tương lai trong tâm hồn con người. Có thể nói, mọi yếu tố khiến người ta hiếu kỳ đã làm nên một nửa thành công của triển lãm, nhưng khi khai mạc những đánh giá của giới chuyên môn về các tác phẩm khiến dư luận càng thêm xôn xao người trong giới trọng tài năng tới xem người ít hiểu biết về hội họa và điêu khắc cũng nô nức tới vì hiếu kỳ và tất cả đều loay hoay trong sự choáng ngợp giữa nghệ thuật với bí ẩn ẩn dụ trong cả tác phẩm lẫn sự sắp đặt đặt tên của người nghệ sĩ ngoài tất cả những điều ấy văn bản tuyên bố toàn bộ tiền bán tất cả các tác phẩm trưng bày ở triển lãm của ông đều dành cho một trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ càng khiến người ta quan tâm hơn số tiền bán tranh ước chừng khiến người ta chưa hết xôn xao thì cái chết đột ngột của ông lại khiến xã hội bàng hoàng nhiều câu chuyện người ta theo dệt quanh bốn bức tượng có giá gây choáng được đặt tên bốn mùa trong năm dần bị đồn thổi rằng đó là ẩn ý họa sĩ tự sự về đời mình bức được sắp đặt số một bằng đồng có tên mùa hạ là hình khối mô phỏng một đôi mắt đàn bà mơ màng nằm bên trong một trái tim đang nở nhất tiếp theo là mùa thu với đôi mắt đàn ông nằm trong trái tim thắt lại nhỏ nhất như vừa bơm hết sạch máu tác phẩm mùa đông được làm bằng thạch cao với hình khối là tấm lưng đàn ông đỡ cái đầu với đôi mắt trống rỗng Nằm sáng tác cho thấy lúc này hoàng lâm đã mù mắt và bức cuối cùng mùa xuân cũng bằng thạch cao với kích thước như người thật tạo hình một người đàn ông đang ngồi ôm và hôn một người phụ nữ có khuôn mặt là một bông hoa ngày thứ mười sau đám tang hoàng lâm tường vi ngồi đối diện với vị luật sư trên căn gác biệt thự cô vẫn không thể trở lại bình thường sau một tuần nằm liệt giường bức tượng cuối cùng còn phủ nguyên vải bao được mang khỏi kho dựng cạnh chiếc bàn cô thường ngồi xuống trang điểm sơ trước khi rời khỏi đây mỗi trưa hơi hướng ông ấy như còn nguyên đây với mọi đồ vật không hề xê dịch vị luật sư đẩy hộp khăn giấy về phía cô rồi nhỏ nhẹ mong cô bớt đau buồn sau khi tôi trình bày đó cũng là mong muốn của ông ấy đây là giấy tờ đã công chứng sang tên cho cô toàn bộ tài sản gồm có phần sở hữu căn nhà này đây là văn bản cam kết của trung tâm nuôi dạy trẻ đặc biệt miễn mọi chi phí với riêng trường hợp của con trai cô và khoản tiền riêng của cháu đây là xác nhận quyền sở hữu của cô với tác phẩm điêu khắc tái sinh kia ngoài ra còn có bản di chúc đặc biệt về sở hữu các tác phẩm còn lại ông ấy vẽ tặng riêng cô treo tại ngôi nhà này và phai ghi âm là di ngôn của ông ấy với riêng cô. Tại sao anh ấy lại chọn cái chết? Tại sao lại là thời điểm này? Tại sao? Cô nghe hết và đọc hết thì sẽ hiểu vì sao ông ấy làm vậy. Theo tôi, ông ấy muốn chọn thời khắc hạnh phúc nhất của đời mình để dừng lại, tránh cho bản thân ông ấy và cô rơi vào những ngày phải đau khổ. Ông ấy phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối trước khi triển lãm gần tháng, ông ấy còn ủy thác cho tôi lo toàn bộ những việc pháp lý của cô sau này với ngôi nhà này và giúp cô trong việc ly hôn nếu cô cần. Mọi thứ trong màn sương mơ hồ vừa được ánh sáng rọi rõ ràng trở lại, Tường Vi ngồi bất động nhìn theo dáng lưng người luật sư rời đi chiếc USB run dung theo tay cô cắm vào laptop và âm thanh trầm ấm quen thuộc đang thủ thỉ với cô về những dự định ông ấy chưa bao giờ nói ra. Về một căn nhà nhỏ có hàng rào trắng và khoảng vườn xanh nơi một triền đồi lộng gió mát. Về người đàn bà ông ấy yêu tha thiết sẽ sống hạnh phúc bên cô con gái xinh xắn và đi thăm cậu con trai sớm khỏe mạnh hơn mỗi cuối tuần. Về một người mẹ vừa đáng trách vừa đáng thương được chăm sóc ở trong một nơi phù hợp nhất về phòng sách nhỏ với cửa sổ rộng và toàn bộ kệ tường đầy ắp những cuốn sách làm đôi mắt của người phụ nữ ông ấy thương luôn lấp lánh về một ngôi biệt thự có hàng hồng đã quá cổ có những gốc tường vi cằn cỗi cần bàn tay những người chủ mới mạnh mẽ hơn thiết kế lại và nước mắt tường vi ào ạt nhưng miệng lại mỉm cười khi giọng nói hạ tông thì thầm cảm ơn em vì em đã hồi sinh trái tim anh trái tim anh hồi sinh để đôi mắt nó mang bên trong tạo ra được những gì cả đời anh khao khát mà chưa làm được. Cảm ơn em đã cho anh được sống một ngày 25 tiếng. 24 tiếng anh luôn nhớ em bằng mọi giác quan và tiếng thứ 25 anh trọn vẹn được sống hạnh phúc để hồi sinh từng ngày. Hãy sống và luôn hạnh phúc thêm mỗi ngày một giờ vì anh em nhé. Anh yêu em, yêu vô cùng, mãi mãi. Cuối cùng thì cô cũng đã biết tình yêu là như thế nào. Cô cũng đã trả lời được câu hỏi cô đã biết yêu chưa? Và cô biết thêm, khi yêu điều kỳ diệu sẽ đến. Giống như Hoàng Lâm cũng coi những ngày hai người bên nhau có 25 giờ giống như cô dù chưa ai từng nói cho nhau nghe về ý nghĩ ấy. Giống như cách ông ấy chọn chấm dứt đau khổ để đẩy nhanh khởi đầu hạnh phúc cho đời cô. Giống như khi mất ông ấy rồi cô như búp bê mà vỡ vụn từng lớp, từng lớp mà thoát ra khỏi đau đớn thực sự trong mỗi nhịp thở mà sống tiếp. Và cô biết, cô khác ông ấy ngày xưa, khi người đàn bà có đôi mắt xa xăm màu lá tường vi cánh mỏng mang theo con bỏ rơi ông ấy, những mảnh vỡ do chính tay ông đập tan bức tượng tình yêu đã khiến mảnh văng làm mắt ông mù lòa, còn cô, cô chắc chắn rằng, cô có tình yêu của ông ấy mãi mãi để không mảnh vỡ nào có thể khiến cô tổn thương được nữa. Chắc chắn như vậy, chắc chắn, cuộc đời cô sẽ luôn sống mỗi ngày 25 giờ 24 tiếng cho bản thân và một tiếng cộng thêm thật hạnh phúc dành cho người đàn ông đã hồi sinh cô. Gió tràn qua cửa sổ, lay tấm vải phủ bức tượng duy nhất còn lại trong phòng. Khuôn mặt Hoàng Lâm sống động đang cúi xuống khuôn mặt cô ngời ánh hạnh phúc chờ đợi. Cô giật mình nhận thấy những vệt màu ông ấy vẽ khéo léo y như màu hoa tường vi mới hé trên vai, trên cổ cô, nơi từng đầy những vết thương bầm tím và ông ấy luôn ghé môi dịu dàng hôn lên đó rồi cô chợt nhớ, người ta ca ngợi tài năng đạt đến đỉnh cao của người nghệ sĩ khiếm thị khi ông ấy vẽ tranh bằng khiếu giác. Những tuyết màu mang mùi khác nhau mà ông ấy tạo ra cho riêng mình khiến những bông hoa và khuôn mặt đàn bà trong tranh ông như tỏa hương thơm. Gió đưa hương hoa hồng ngập đầy không gian. Tưởng vi nhẹ quơ mái tóc xóa tung cột ra sau gáy và hít vào đầy phổi thứ hương quen thuộc. Từ mai, cô sẽ tìm cho mình ngôi nhà như hoàng lâm mường tượng sẽ tự trồng cho mình những loài hoa có mùi hương mà bản thân cô yêu thích trong ngôi nhà đó bên ô cửa sổ phòng sách bức tượng này sẽ được ướp hương riêng